Rồi mấy cái loa này là loa, loa này cũng đang bán nè. Loa này loa của Sony TV Sub Sony gỡ ra ha. Ủa cái này bị vậy rồi. Kiểm tra mảnh này. Thì mấy cái này á là nói chung là nó còn hát tốt. Nhưng mà nó có một dấu chấm nhẹ nè. Đó, thấy không ạ? Thì mấy cái này á có cái đang bán 100, có cái đang bán 120. Nè ví dụ như cái này là bán 120 nè, nhưng mà cái này cũng bị chấm nhẹ luôn rồi. Nè nó bị chấm nè. Rồi mấy cái này còn đang hát tốt nha, nhắc lại nha. Còn đang hát tốt, bán mấy cái này đang bán 100.000. Bán 60.000 cái đi ạ. À. Ai mua qua ứng dụng 66.000 nha. Mấy cái loại này nói trước là bị chấm nhẹ. Còn đang hát tốt. Cứ chấm nhẹ hoặc là móp mũi hay cái gì đó. Móp mũi nhẹ nha chứ móp mũi nặng hay gì đó. Nè cái này cũng bị chấm nhẹ nè đó. Tức là mở cái súp ra là nó có dấu chấm này giống như dán nó cắn á. Giờ ở đây không có sữa. Bán cho khách cái này thì cũng không được, tại vì bán khách là phải gửi nguyên á. Đó thì cứ cái nào mà dấu chấm nhẹ gì lỗi là bán giá này ha, 60.000 cái, ai có nhu cầu liên hệ ha. Máy nhắc lại máy này còn đang hát tốt nha. Cái này thường là 7,5 15W, 7,5 20W. Không cho lửa nha. Còn cái này là 4 15W. Còn cái này vẫn còn đang hát tốt mà bị cái gì đó có thể bị sét giống vậy luôn là cũng bán cái này luôn nha. Rồi cảm ơn nhiều ạ. À.